Buổi báo cáo dự án quy hoạch phát triển Mekong Smart City tại Đồng Tháp diễn ra vào sáng ngày 30 tháng 12 tại Quỹ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp với sự tham dự của lãnh đạo hai tỉnh Đồng Tháp và An Giang. Sau một thời gian nghiên cứu và kết hợp với công ty tư vấn EAI, tập đoàn Nova, Nova Group đề xuất ý tưởng phát triển quy hoạch chung cho huyện Hồng Ngự và thành phố Hồng Ngự với dự án Mekong Smart City gồm 10 tiểu dự án. Là người con của quê hương Đồng Tháp, Ông Bùi Thành Nhân, chủ tịch tập đoàn Nova, mong muốn mang lại cuộc sống tốt hơn cho người dân vùng biên giới nơi ông sinh ra. Tập đoàn Nova Group đề xuất ý tưởng quy hoạch phát triển huyện Hồng Ngự, thành phố Hồng Ngự trở thành một thành phố thông minh kiểu mẫu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ông Nhân cho biết, Nova Group tự tin với những ý tưởng mang tính hệ thống và khả thi trong đề án được trình bày. Nếu được chấp thuận đưa vào quy hoạch của tỉnh Đồng Tháp và tỉnh An Giang thì sẽ có sự thay đổi đột phá mang lại giá trị cao là đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của vùng biên giới đặc biệt khó khăn, giúp thay đổi cuộc sống của người dân, thoát nghèo và quyện Hồng Ngự trở thành đô thị kiểu mẫu tại đồng bằng sông Cửu Long. Theo thông tin chia sẻ tại hội nghị của Nova Group, giai đoạn 1, Nova Group sẽ tham gia đấu giá phát triển dự án Blue Dragon và làng nghề Bùi Thanh Thủy. Đây là dự án du lịch nên lợi nhuận chỉ đến sau 10 năm. Riêng dự án đô thị Blue Dragon, toàn bộ lợi nhuận trồng thu được Nova Group sẽ xây dựng bệnh viện, và trường học phi lợi nhuận cho tỉnh Đồng Tháp. Đối với dự án Las Vegas Island, tại cồn chính sách với diện tích 500 hecta, trong đó 250 hecta thuộc tỉnh Đồng Tháp và 250 hecta thuộc tỉnh An Giang, Nova Rup có ý tưởng quy hoạch thành khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, ẩm thực và casino. Đặc biệt, Novagroup sẽ triển khai bảo tàng sông Mekong, thể hiện nét sinh hoạt thật của người dân dùng sông nước Mekong. Đánh giá cao ý tưởng và ý nghĩa quan trọng của dự án, lãnh đạo hai tỉnh đồng tháp và an giang bày tỏ sự đồng thuận cao hai tỉnh sẽ sớm có chủ trương thống nhất từng bước thực hiện các tiểu dự án theo lộ trình đồng thời cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai dự án